Xin chào tất cả quý vị và các bác đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio chúng em ạ. Vâng, hiện tại bây giờ là em đang test một cái đơn hàng cho anh Đỗ Văn Nhì ở Tân Xã, Thạch Thất, Hà Nội các bác nhé. Đấy, loa JBL-L2 và giá của nó là 1.800.000. Và bác ấy đã chuyển khoản cọc trước cho bên em 1 triệu rồi. Và hiện tại bây giờ là đang nhờ bưu tá thu hộ là 800.000 các bác nhé. Đấy, anh Đỗ Văn Nhì ơi, đây chính là đôi loa của bác các bác nhé. Đấy, đôi loa của bác Nhì nhé. Đấy, đây chính là đôi loa của bác. Đấy, đây em sẽ tháo hết đây căng ra để bác xem nhé. Đây, đây chính là đôi loa của bác, đôi loa trợ lời. Vâng, đôi loa này là đôi loa trợ lời, hàng sách tay, hàng lướt luôn các bác nhé. Đấy, hàng bãi sách tay. Những đôi loa này thì được rất là nhiều bác đón nhận và sử dụng rồi. Vâng, anh ấy cũng đã rất là tin tưởng và đã rất là ủng hộ bên em. Anh ấy đã theo dõi kênh bên em rất là lâu rồi. Đấy, đã theo dõi kênh bên em rất là lâu rồi. Và anh ấy đã mua một đôi loa JBL-L2 này về để trợ lời cho loa nhà bác ấy. Vâng, và đôi loa này giá thì kìa, các bác biết rồi, giá là 1.800.000. Đấy, đôi loa này chúng ta có thể trợ lời được với những cái dòng loa bát 30, bát 25. Và những bác nào, và kể cả những bác nào dùng những đôi bô bát 20 thì chúng ta cũng có thể xài. Đấy, chúng ta cũng có thể xài những cái đôi JBL-L2 này và làm trợ lời được các bác nhé. Đấy, đôi loa JBL-L2 này thì chúng ta có thể hát karaoke được luôn các bác nhé. Đấy, với những phòng nhỏ nhỏ, với những phòng nhỏ nhỏ và với những cái shop nhỏ thì chúng ta có thể quất luôn karaoke được các bác nhé. Đấy, rất là tiện lợi và không chiếm quá nhiều không gian của quý vị và các bác. Giá thành lại cực kỳ là hợp lý, tức là chất âm nó vượt xa tầm tiền. Đấy, 1.800.000 các bác nhé, 1.800.000 mà thôi. Đấy, 1.800.000 là đã được đô la như thế này rồi. Đây, bây giờ em sẽ đẩy cái cầm của nó lại nhé. Đấy, các bác có thể thấy là đôi loa rất là đẹp, đẹp tuyệt vời luôn các bạn ạ. Đẹp tuyệt vời, chất âm thì lại cực kỳ là hay. Đấy, chất âm cực kỳ là hay luôn. Đây, bây giờ em sẽ hát test thử một đoạn karaoke nhé. Đấy, em test luôn nha bác Nhì nhé. Lên, 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 lên. 1, 2, 6, 7. Tôi ở miền xa, trời quen đất lạ, nhiều đông lắm hạ, nỗi tiếng đi qua, thiếu bóng đàn bà.
gian tới đành viết cho tôi nhạc tình sao lắm lời. Đơn vị thường khi nằm trên đất giặc, thèm trong hãi hùng tiếng hát môi em, tiếng hát nọ mềm người nâng lĩnh khổ viết bởi câu ca vì tình hay thiên tha. Xin đối diện một lần bên tôi, cho tôi yêu bằng hình hài đó không thôi. Đến với tôi, hãy đến với tôi, đừng yêu linh bằng lời. Đêm nằm miền xa, trời cao đất lạ, chợt lên ý lạ nên viết văn chương khóc tiếng hậu phương. Ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen, tầm đã thấy tiếng em. Karaoke nho nhỏ như thế này thôi các bạn ạ, chỉ cần những cái đoạn karaoke nho nhỏ như vậy thế này thôi, những đoạn nhạc nho nhỏ như vậy thôi là các bác cũng đã biết được cái chất lượng và cái chất âm của cái đồ loa JBL-L2 này nó như thế nào rồi. Giá là 1.800.000 là đã bao gồm phí vận chuyển các bác nhá. Đấy, bây giờ em xin phép em được khép lại video tại đây. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ở trong những video và những sản phẩm mới tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác.